Chào cả nhà nha. Bữa nay anh mình ảnh làm đậu phộng, ảnh rang đậu phộng mà ảnh rang bằng nồi chiên không dầu nha cả nhà. Cái này là ảnh ảnh rang, ảnh nói là ảnh rang được 10 phút rồi nè. Bỏ vô nồi 10 phút rồi ảnh chỉnh nhiệt độ là 160 nha. 10 phút rồi nè. Rồi giờ ảnh chế nước mắm. Chế với nước mắm với dầu ảnh chế lượng theo công thức của ảnh đó nha. Rồi cái anh thấy vừa mặn mặn là bắt đầu anh bỏ vô ảnh chiên ở nhà cả nhà. Anh làm thêm chập nữa nè. Chập này cũng 10 phút nữa nè. 10 phút nữa, 160 nữa. Là tổng cộng có 2 phút 20 phút rồi cả nhà. Đó, mà nhìn bắt đầu giòn cũng ngon lắm á cả nhà. Cái này làm nhanh hơn mình rang bằng chảo nha cả nhà. Thấy ảnh làm cũng ngon quá nè. Ảnh mua 20.000 cái anh bỏ 3 muỗng muối, ý là 3 muỗng nước mắm, cái 3 muỗng dầu gì đó cả nhà. Thấy anh ảnh làm á, ảnh hay ăn chung với cơm á. Giòn. Anh làm thấy cũng giòn lắm nha. Mà ngộ lắm cả nhà, ảnh làm xong cái anh bỏ vô hũ vậy nè, vừa nóng nó nóng luôn á, là anh bỏ vô hũ luôn, anh nói bỏ vô hũ ủ luôn cho nó giòn thêm. Mời cả nhà nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn cả nhà ở video sau nha.